Vâng, xin chào các bác. Hôm nay là ngày buổi trưa, cũng đã 11 giờ rồi, 11 giờ trưa của ngày 16 tháng 5 năm 2020. Vậy ngày hôm nay thì em tiếp tục lại em test một con máy Nationa, của dòng Nationa con 10.000 BTU cho anh Tuấn nè. Anh Tuấn ở Yên Dũng, thành phố Bắc Giang. Có số điện thoại là 0987 561 315 của anh Dũng. Anh Dũng có gì vào xem video em đã test máy cho anh nhá. Thì con này là con 10.000 BTU của dòng Nationa. Đấy. Các bác nhìn này, con này có mặt dâng này. Mặt dâng ấy, các bác nhìn này. Nó sẽ soi này nhá. Đấy, mặt nó sẽ dâng lên. Đấy, mặt dâng này auto dọn dàn. Đấy, con này có cả ion. Đây một là một con dòng mẫu điều hòa rất cao cấp của Nationa. Một mẫu huyền thoại. Con này chạy vận hành rất là êm ái. Con này thì chạy các bác có thể là giật được những cái phòng từ 15-17 mét vuông nhá. Ok nhá. Các bác nhá. Thì một lần nữa thì em rất cảm ơn anh Tuấn đã ở Yên Dũng Bắc Giang đã ủng hộ cho chiếc máy điều hòa 10.000 BTU. Đấy. Thì em cùng các bác là xem kiểm nghiệm lại con này nó chạy như nào nhá. Ok. Đấy, con này là hôm nay ngày hôm nay là nhiệt độ đang dao động từ 32 cho đến 32 độ thôi. Chỉ 30 đến 32 độ. Đang dòng con này đang chạy hết 6,7A, cứ cho là 7A là chạy hết max rồi. Đấy, maximum là 71 là 700W, đang chạy hết tua các bác nha. Đấy, một con máy chạy vận hành rất là êm ái, các bác nhìn thấy chưa? Cục nóng là chạy nghe không tiếng gì luôn. Đấy là một dòng thương hiệu chính của Nationa. Con này thì biến tần Victor, một Nhật 100% là biến tần Victor rồi. Đấy. Con này thì chạy bằng ga R410A các bác nhé. Đây. Đấy. Cục nóng của nó nặng 29kg, chạy 1,02kg ga. Đấy. Tất cả các dòng máy đều có ghi là số liệu ga, làm sao để chúng ta có thể làm cho nó chuẩn. Đấy. Còn là khối lượng tịnh của con cục nóng này là 29kg. Còn năm sản xuất là năm 2007. Đấy. Một con máy chạy rất là êm. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đường hồi, em kiểm tra đường hồi, đường đẩy thì mát lạnh ok rồi, nước đã chảy rồi. Nhiệt độ, cửa gió. Wow, sờ lạnh buốt luôn. Đấy, như thường ngày thì em kẹp cái nhiệt độ, hôm nay em quên không kẹp cái nhiệt độ vào trong cái cửa gió này. Đấy, còn áp áp ga hôm nay thì con này lên rất là cao, hôm nay để lên được 170 bờ xi. Đấy. Thì hôm nào thì em sẽ có dịp thì em sẽ làm một cái clip để em sẽ lắp ga cho các bác. Lắp ga thường thì nó sẽ có hai cách lắp như sau, một là lắp bằng đồng hồ, hai là chúng ta sẽ cân ga lên và lắp theo khối lượng lắp tĩnh. Đây lắp tĩnh có hai cách lắp tĩnh và lắp mở. Lắp mở là chúng ta sẽ lắp bằng đồng hồ áp ga. Còn lắp tĩnh thì chúng ta không cho máy chạy, còn lắp đồng hồ thì chúng ta phải bật máy chạy lên. Mà lắp tĩnh thì chúng ta sẽ cân ga lên làm sao một số lượng cân ga làm sao chuẩn nhất như này thì nó. Còn những người mà làm kinh nghiệm ít thì lên lắp tĩnh nó sẽ chuẩn hơn. Còn khi chúng ta máy móc chúng ta đang ở trên treo trên sẵn đang dùng thì chúng ta lên là chỉ có lắp hầm mở thôi. Đấy. Vậy con này thì đã chạy ngon lành cành đào rồi. Đấy, đường hồi đường đẩy ok, dòng kẹp dòng ok nhá. 6,9 đến 7A chạy hết maximum rồi. Con này chạy tối đa là lên 7A các bác nhá. Đấy, các bác thì nghe đấy. Cục nóng chạy rất là êm. Êm hơn một con máy mới hàng xuất Việt Malaysia hoặc là Việt Nam. Đấy, các bác thì nghe thấy chưa? Nên là tại sao mà rất nhiều người muốn mua những cái dòng máy đã qua sử dụng rồi. Đấy. Sẽ quay tất cả chi tiết để cho các bác xem một con máy dòng của dòng Nationa rất là đẹp. Đấy. Vậy một lần nữa thì cũng cảm ơn anh Tuấn, và bác nào có nhu cầu về điều hòa thì hãy liên hệ đặt hàng sớm nhé các bác nhé. Đấy. Máy chạy đã ok ổn định. Nước chảy ra rồi, thì một chút nữa thì em sẽ đóng gói và em sẽ gửi cho anh Tuấn ở Bắc Giang. Bởi vì từ nhà em lên Bắc Giang thì cũng không quá xa và cũng rất là gần bến xe.
rất đường xe đi thì em chỉ cần nhờ một bác xe ôm đưa ra đầu kia là xe sẽ đón, em sẽ gửi xe khách cho anh Tuấn nha. Vì bán kính của em từ chỗ dưới nhà em nó đang ở thị trấn số 94 Phát Đăng Lưu này, trấn Yên Viên này, thì lên thành phố Bắc Giang thì nó có dao động chỉ khoảng tầm 40 cây số mà thôi. Thôi lại xe khách rất là thông thương, xe đi lại. Và em nhấn mạnh một nữa, những bác nào ở gần bán kính là 50-70 km thì em sẽ gửi hàng qua xe khách để cho tất cả các bác thì lấy hàng nó sẽ tiện hơn so với sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc là qua đường những cái đường chuyển phát thì nó sẽ mất lích kích và mất rất nhiều thời gian hơn. Hoặc là những bác nào ở gần thì hãy lên tận nơi xem hàng và có thể giao lưu cùng với em. Đây là nhà em và cũng là cửa hàng của em. Vậy một lần nữa thì rất cảm ơn tất cả các bác anh chị nào có nhu cầu về những cái sản phẩm điều hòa. Về người nghề giày là thường là em sẽ tập trung, em bán rất nhiều mặt hàng đồ gia dụng. Nhưng tuy nhiên với thời điểm hiện tại thì em sẽ bán điều hòa nhiều hơn. Đấy, vậy các bác anh chị nào có nhu cầu về những sản phẩm như trên thì hãy liên hệ sớm. Và xin chào các bác.